Cô gái một mắt, 28 năm sống với khối u dị dạng trên nửa khuôn mặt. Ca phẫu thuật thách thức ekip hành trình lột xác. U xơ thần kinh, biến dạng nửa mặt. Mắt một mí. Mũi thấp, hách. Cắt bỏ khối u và tạo hình mắt sau 3 lần phẫu thuật. Trả lại gương mặt bình thường sau 30 ngày. Lột xác ngay cùng Cang Nam.